nên, trong quá trình điều tra, Tuấn, Huỳnh Anh và Cảnh, Hoàng Long đã phát hiện ra một số chi tiết kỳ lạ. Đầu tiên là Cảnh, Hoàng Long phát hiện một tài khoản xã hội trên mạng bất ngờ cập nhật ảnh mới. Điều đáng nói là chủ nhân của tài khoản xã hội này là một cô gái liên quan đến nhóm City Boy và đã mất. Tuấn, Huỳnh Anh cũng vô cùng ngạc nhiên là vì sao người này đã mất nhưng vẫn đăng được ảnh. Trong cuộc họp với cấp trên, Tuấn báo cáo thủ trưởng việc đang quan tâm đến cô gái mặc bộ đồ gây sơ. Đây là trường hợp duy nhất chưa xác định được danh tính. Theo Tuấn, việc cô gái này xuất hiện ở quán bar không phải là ngẫu nhiên mà có sự sắp đặt. Ba đối tượng tình nghi nhất theo Tuấn chính là Long, Bình An, Tuyết, Quỳnh Châu và cô gái lạ mặt này. Nếu cứ lần theo ba người này, chắc chắn sẽ phá được án. Liệu cô gái này là ai? Liên quan gì đến cái chết của Vương? Long, Bình An tìm đến một kẻ ẩn danh trên mạng. Người này đã được làm méo tiếng nhưng là một người đàn ông. Sau khi bị nghi ngờ là kẻ tình nghi, Long, Bình An cũng có biểu hiện và những động thái khác lạ. Lần này, Long tìm đến một kẻ ẩn danh, anh liên lạc với kẻ này qua máy tính. Tiếng người đàn ông này phát ra cũng đã được làm méo đi. Long nhờ người này đăng tải một thứ trong USB lên mạng dưới dạng nặc danh. Long cũng nói hoặc lúc anh ta bị bắt thì hãy đăng cái thứ này lên. Ở trên màn hình, người này chỉ sử dụng hình ảnh của chính Long. Vậy đây là ai? Có liên quan gì đến Long và nhóm City Boy?